Mới đây, những quy định về chính sách khuyến khích đầu tư luật bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và các chiến lược nhằm thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã được các chuyên gia chia sẻ hướng dẫn chi tiết tại hội thảo Bất động sản Việt Nam, cơ hội vươn ra thế giới do kênh thông tin bất động sản bấtđộngsản.com.vn và propertyguru.com.sg phối hợp tổ chức. Theo các chuyên gia, hiện nay, xu hướng các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là tìm kiếm các dự án hiện đang hoạt động, có dòng tiền ổn định, thuộc phân khúc trung và cao cấp, các dự án tại khu vực trung tâm đối với các thành phố lớn và các dự án nghỉ dưỡng ven biển đối với các thành phố du lịch. Chú trọng các dự án có đầy đủ pháp lý, hoàn tất giải tỏa mặt bằng. Việt Nam hiện nay đang là một cái điểm đến cho các nhà đầu tư Singapore. Các nhà đầu tư Singapore đang nhắm đến Việt cho ba cái phân khúc. Thứ nhất là về thương mại. Cái phân khúc thứ hai đó là về nhà ở. Cái phân khúc thứ ba là khu công nghiệp. Những cái chính sách mà của Việt Nam dành cho các nhà đầu tư nước ngoài thì hiện giờ đang khá là cởi mở. Cái hành lang pháp lý bây giờ cũng đã được chính phủ rất là quan tâm và tạo điều kiện. Buổi hội thảo cũng giới thiệu về triển lãm bất động sản Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Singapore vào ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2015. Thông qua đó, bất động sản Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tốt để quảng bá đến các đơn vị đầu tư bất động sản danh tiếng trong khu vực, mở rộng con đường hội nhập vào thị trường thế giới.